Thủ tướng mới của Ai Cập là ông Hisham Kandil hy vọng với nền kinh tế Ai Cập sẽ tăng trưởng trong năm nay, trong khi ông đang tìm cách để thu hút các nhà đầu tư. Thủ tướng Kandil cho biết chính phủ kỳ vọng sẽ có được tăng trưởng từ 3 đến 4% trong năm nay và sau đó sẽ tăng lên đến từ 4 đến 5% và hy vọng trong một vài năm tăng trưởng kinh tế của Ai Cập sẽ lên đến 7%. Ông cũng nói rằng ông sẽ xem xét lại các chi phí của chính phủ và điều chỉnh lại mục tiêu của các khoản trợ cấp. Ông Kandil cho biết có đến khoảng từ 20 đến 25% ngân sách của chính phủ đi vào trợ cấp và các khoản trợ cấp này không nhất thiết đã được đưa vào tay đúng người bởi do hệ thống không hiệu quả đã được áp dụng trước đây. Nền kinh tế của Ai Cập đã gần như bị sụp đổ hoàn toàn kể từ khi các nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài bỏ chạy sau cuộc nổi dậy lật đổ ông Hosni Mubarak vào năm ngoái.